chúng ta đã nhận được chúng ta và chúng ta đã Vì vậy tôi sẽ
Lời đó sẽ cứu độ linh hồn anh em. Anh em
sông, không ai đi đường với cha mà không
suy tới suy lại đến đầu ông đột nhiên cần biết hồi xưa mẹ la mắng mình bằng câu từ ba cái thức làm cha thì bây giờ thì mới trở thành linh mục để làm cha thì làm cho nó xuống thật là có ý mà kể chuyện người thôi sợ mẹ hóa hôm nay con đã mới xin mẹ cho con phép để con có thể chào cho biết là mình chưa có chuyện đó mà nói thiệt thì hôm nay con muốn cho người cảm nhận Thiên Chúa vì Ngài đã cứu gọi con đồng hành với Ngài trên con đường tôn ngôn tu trì này từ hồi con còn bé đến khi con bắt đầu bài học con không bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên một vị linh mục nào cả nhưng cảm ơn Thiên Chúa đã giống thân gọi đã được gieo ban gia đình con cũng như Việt Nam như bàn tay của những bạn bạn trẻ trong nhà ngày hôm nay trong đại diện gia đình đại gia đình đại sứ của chúng ta thì trong đó đặc biệt có các anh chị nguyên trưởng anh chị đức chính thức đồng hành đã tuyên truyền và dạy dỗ con thơ theo bốn khẩu hiệu thương nhi là cầu nguyện lưu lễ hy sinh và làm việc tôn đức con xin chân thành cảm tạ tất cả mọi người quý bà và chị em nhất là các anh chị nguyên trưởng của con và để trở lại bài giảng hôm nay cuộc sống của chúng ta trong thế giới này có thể được gọi là một cuộc sống lâu theo đề tài và để giảm nghĩa cho chúng ta thấy sự liên hệ giữa lề luật và đời sống chúng ta không cần phải nhìn xa và suy ngẫm về triết học chúng ta chỉ cần nhìn vào thiên nhiên hàng ngày thường xuyên dùng những đi lên trước kia đây là một thiên nhiên phổ quát một thiên nhiên mà bao phủ cả đời ví dụ một năm thứ hai đây là một mùa hè đã sắp và mặt ăn cũng vừa đi sớm đã không biết người mỗi năm có 365 ngày và mỗi ngày có 20 mặt trời lặn ban tối đến mặt trời mọc ban ngày đã tới nếu có nước thì cuộc đời cây cối sẽ mọc xinh hoa trắng nếu không có nước thì mọc xinh chính những cái đó mới làm cho họ ra cô ấy.
Thánh Phaolô chép lại kinh nghiệm của ngài đấy, và hầu như là một kinh nghiệm của mỗi người chúng ta đối với chúng con này. Trong thư gửi tin Roma, ngài chép lại thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng vì điều tôi muốn tôi không làm, nhưng điều tôi không biết thì tôi lại cứ làm. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi không muốn để được, nhưng làm thì không làm. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Thánh Phaolô nói thế, bởi đó tôi khám phá ra luật này. Thánh Phaolô đã khám phá được, khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện lại. Đó là cái luật mà Thánh Phaolô đã trải qua, đã được kinh nghiệm. Và đây là chính là cái vấn đề rồi mà Chúa Giêsu đã dạy hôm nay. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, bạo ác, xảo trá, tham đoán, ganh tị, thân phóng, kiêu căng, mong cuồng, vân vân. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong người ta và làm cho người ta đau. Chúng ta nên đối diện vì đàn. Chúng ta nên đối diện vì đang sống dưới chế độ này, luật tội lỗi. Nhưng chúng ta có một nguồn hy vọng vì Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng ta. Là người cô, lời của tiên tri Ezechiel ban niềm hy vọng này cho chúng ta. Ta sẽ dùng nước trong sạch và đầy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được sạch mọi vết nhơ, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi phật ta. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữ các ngươi một thần chí mới, cắt khỏi các xác các ngươi quả tim bằng đá, và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Và quả tim này là quả tim khi lòng Chúa thương xót, lòng thương xót Chúa Giêsu, một quả tim mà được tưới nước tâm khấu để chuộc tội cho thiên hạ trên cây thánh giá. Đây chính là tin mừng đáng quan ban đầu như Thánh Phaolô và các vị anh hùng đạo Việt Nam, và đây chính là tin mừng đáng hiến thân và hy sinh mạng sống để tuyên xưng và theo lời của Thiên Chúa đã ban tổ. Nhưng khi thời gian tới của người Việt Nam, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin là con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chủ những ai sống dưới lề luật hầu chúng ta nhận được ơn thần nghĩa lực để chứng thực anh em là con cái. Thiên Chúa đã sai thần khí của mình, con mình đến được trong lòng anh em mà kêu lên hát ta, nghĩa là đại cha, để trái tim chúng ta có thể hướng nhìn đẹp để nói lên một lời xin lỗi và đánh lận Thiên Chúa và trao cho ngài cuộc sống chúng ta. Thank you.
đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các giám mục, các linh mục và phó tế hăng say loan báo tin mừng bằng cuộc sống chúng nhân. Chúng ta cầu xin Chúa. Và cố gắng xa tránh tội lỗi. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa đáp lời chúng con. Hôm nay, Cha Giuse Martino Trần Nguyên Vĩnh Thịnh dâng thánh lễ tạ ơn về Tin Chúc Liên Mục. Xin Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria ban cho Cha sức khỏe, niềm vui và tràn đầy thánh ân để Cha trở lên linh mục thánh thiện, làm vinh danh Chúa và lời định cho các linh mục. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa chúc lành và ban ơn mừng sáng cho hội các bà mẹ mừng buổi mạng thánh Gia-ca và Cha thủ phó mừng bổn mạng thánh Agostino. Xin cho các hội viên đã qua đời mong hưởng thánh nhan chung. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tạ ơn Chúa, mẹ thánh Giuse đã ban cho hội chợ hè của chúng con được thành công tốt đẹp. Xin Chúa trả ơn hội họp cho ban tổ chức, cho các hội đoàn, ca đoàn, ban nhạc, nhóm bếp và tất cả những ai đã hy sinh thời giờ, tài năng và tiền của cho hội chợ này. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong âm thầm, xin Chúa lắng nghe ý nguyện của chúng con. Là nơi chúng con có bản lòng, xin nhận lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con, gia đình giáo xứ chúng con. Xin Chúa thương thực hiện những ý nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa. Chúng con cũng xin nhận được ý cô Chúa chúng con. Thank you.
con lên này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc để bổ nhiệm cứu độ chúng con cứu hạnh trong thân lễ thâm nhập vào đời mới và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con là xin Chúa thương xót tất cả chúng con là chúng con được làm cơ sự sống đời đời.
Xin nói thứ ba trong một tháng được bình an và hợp nhất theo phép Thiên Chúa, Chúa hợp sắc và linh chi muôn đời. Thank you.
hay cho Kitô. Amen. Giáo xứ có một món quà nhỏ để tặng cha ngày tạ ơn hôm nay.
và đại diện về giáo sư cùng mời trạng. Thứ nhất là ngày hôm nay là các bà mẹ mình mang
thánh Monica là một cái ngày hội rất là hạnh phúc, cho nên chúng ta chúc mừng mỗi các bà mẹ và cha mẹ tay. Và điều thứ hai đó là cái thằng có tay kế tiếp đây là dành để mà chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho buổi trời hè thành công rất đẹp, đồng thời cũng là ám ơn lẫn nhau. Xin chào các bạn trưởng lớp. Thưa quý vị, anh Tâm là trưởng ban tổ chức buổi trời hè có đưa ra cái kết quả sổ số buổi trời cũng như là cái chương lệ. Chương lệ của chúng con ngày hôm nay các bạn đã đang mang mấy bài hát và sự sáng. Với lại là sau khi chúng muốn gửi tiếng bạn anh chị em xuống học tập nhạc thờ. Cái việc quan trọng nhất đã xảy ra cả, đó là các bạn tìm thắng trên cái lễ này. Nhưng mà sau cái lễ cũng có một cái việc nhẹ ở dưới hầm có bắn cần thiết. Thì xin kính bạn anh chị em xuống đó để chúng ta vui với các gia đình giáo sư. Và nên là nó sẽ có một cơ hội ban các bạn riêng đến một cái bài hát nhạc thờ. Các mass hay bác cho join us for a little small reception. The most important reception has already occurred, which is in the mass. But there's a small little reception upstairs with a little cake. You're all welcome. Thank you very much. Mình lấy được không?